Từ Siêu xin chào các bạn nha. Thì hôm nay có chiếc ghe nó đang lên nề nè. Ghe này cũng nhỏ à. Mời các bạn xem nha. Để coi cái ghe này nó sửa chữa cái gì. Ở đây nè các bạn. Thì chiếc ghe này mới kéo nè. Mà bây giờ không biết nó sửa cái gì. Thấy mấy anh thợ đang ở sau làm nè. Cũng lắp keo đó. Rồi chiếc này nó bề ngang 3m8. Bề dài nó 17m. Và các bạn thấy đó, mũi thì nó không có bầu cho lắm. Mũi này chạy giọt lắm các bạn. Hai gò má nó ốp vô, nó không có sệ. Mà sức tải của nó thì không được nhiều bằng cái gò má sệ. Đây bây giờ đi ra làm sao coi nó bị cái gì. Oh, lắp keo lại phần con lươn nước nè. Bị chắp keo rồi. Mắc nước nè các bạn. Mắc nước này để vào cá nha. Thì buổi này còn mấy chiếc xài mắc nước thôi. Mình chiếc thì không có xài mắc nước nữa. Hai sò luôn. Nó đang lắp keo bánh lái rồi. Giờ sao này nó hơi bị dọp nè. Lắp keo luôn. Đang bắt bồ lon để niệm cái lời ký lại. Giờ nó mới nứt. Phải bắt bồ lon siết lại. Rồi con vịt này vịt thao các bạn. 1m8. Rồi các bạn thấy đó thì siết hoài để cho nó cứng. Nhưng mà cây nó lâu ngày nó bị hơi nông nước lắm. Cho nên là nó cứ rút vô hoài vô hoài vậy đó. Go.
Rồi bây giờ xong rồi các bạn, lấy máy cắt cái đầu bồ non dưa bỏ ra. Rồi giờ xong rồi các bạn, im đẹp, chát bột lắp keo lên là xong. Ở các bạn biết đó thì chiếc này theo thông tin mình được biết là chạy chiếc máy Hino 13-9 hộp số 6 tua. Rồi clip này đến đây kết thúc rồi các bạn. Ghe thì Linh này có làm có nhiêu à?